nghệ sĩ Xuân Hinh, từng anh em thân thiết với Hoài Linh, nay ủng hộ bà Phương Hằng. Mới đây vào tối 25 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục bóc trần những bí mật liên quan đến danh hài Hoài Linh, Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng. Vợ ông Dũng Lò Vôi cũng khẳng định rằng bữa giờ chỉ mới là khởi động, sắp tới cuộc chiến pháp lý mới bắt đầu. Livestream của bà chủ Đại Nam thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Không chỉ có cư dân mạng mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng không thoát khỏi sức hút của bà Phương Hằng. Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng gây chú ý nhất khi xem livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh. Không chỉ xem, fan còn chụp lại khoảnh khắc Facebook của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh để lại dòng bình luận ủng hộ việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng. Em nói rất đúng, anh ủng hộ em. Có hai trường hợp xảy ra. Nếu đúng người dùng Facebook Xuân Hinh kia là chính chủ thì có vẻ như nam nghệ sĩ đang đứng về phía bà Nguyễn Phương Hằng, ủng hộ nữ đại gia, nói lên cái xấu, những góc khuất của showbiz cũng như việc sao đi làm từ thiện. Dòng bình luận của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh cũng không nhắc tên bất kỳ đồng nghiệp nào mà chỉ có ý ủng hộ việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi không rõ dòng bình luận ủng hộ đó có phải là do chính nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh viết hay một người khác. Bởi Facebook Xuân Hinh này không có dấu tích xanh chính chủ thì không thể loại trừ khả năng là giả mạo. Hiện phía nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh vẫn chưa lên tiếng về động thái gây tò mò này. Trước đây, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh có quan hệ khá thân thiết với danh hài Hoài Linh. Mỗi khi có dịp diễn chung, cả hai lại tíu tiết ôm vai bá cổ trong hậu trường. Trước đó, cộng đồng mạng vô cùng cảm động trước tình bạn của cả hai. Cụ thể, khi Hoài Linh đi diễn tại miền Bắc sau khi người bạn thân Chí Tài qua đời chưa được bao lâu, trong hình ảnh hậu trường, Xuân Hinh đã tới nói chuyện với Hoài Linh, động viên nam danh hài rất nhiều. Vì vậy, nhiều người cho rằng nghệ sĩ nhân dân Xuân Hinh không có ý xấu với danh hài Hoài Linh khi ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu là một người hâm mộ sân khấu, đặc biệt là những sân khấu hài ở miền Bắc, thì không ai là không biết Xuân Hinh. Xuân Hinh được xem là nhân tài kiệt xuất của nghệ thuật sân khấu Việt Nam khi có thể thể hiện nhiều lĩnh vực như chèo, quan họ, cải lương, chầu văn. Nam nghệ sĩ được công chúng ưu ái gọi là vua hề chèo, nói riêng và là vua hài đất Bắc nói chung. Trong làng hài kịch Việt, từ mấy chục năm nay, mỗi khi gọi tên các danh hài được hâm mộ nhất, công chúng không thể không nhắc đến hai cái tên Xuân Hinh, Hoài Linh. Thậm chí, để ghi nhận sức ảnh hưởng của hai nghệ sĩ gạo cội này, người hâm mộ đặt cho họ một câu đối Bắc Xuân Hinh, Nam Hoài Linh như một bằng chứng nhận về sự cống hiến trong nghệ thuật và sức ảnh hưởng của hai nghệ sĩ với mảng hài kịch của Việt Nam. Trong buổi livestream tối 25 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan đến chuyện từ thiện của danh hài Hoài Linh. Vợ ông Dũng Lò Vôi đưa ra quan điểm, Hoài Linh chi 700 triệu vào việc riêng là hoàn toàn vi phạm. Bà cũng đưa thêm dẫn chứng có những hình ảnh của nhân viên ngân hàng MB Bank leak ra ngoài, trong đó có những khoản Hoài Linh chuyển tiền riêng chứ không phải chi tiền từ thiện. Về phía danh hài Hoài Linh, sau khi lên tiếng về số tiền từ thiện, nam nghệ sĩ chưa có thêm động tĩnh gì. Công chúng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng về số tiền hơn 13 tỷ, hiện còn hay đã dùng vào việc khác.